set bao gồm một chiếc áo thun đính hàng và một quần lửng jean ha, cùng tông nha. Cái này là set nguyên một bộ, giá chỉ 550.000 thôi ha. Chiếc thun và jean đều rất là đẹp, đại kết cường, hình là hình in 3D xong rồi may lên nha, cho nên giặt không bao giờ sợ bị phai màu ha. Lại thêm những hạt đá này nè, kết tai, cái này kết tai rất là đẹp. Cái này mình mặc nguyên một bộ, rồi mặc chán là mình thêm tách xác thả áo thun mà phối với đồ gì cũng được, riêng nhiều quá là dễ mặc đồ phối đồ rồi ha. Quần kiểu này là quần nó ôm nha, mình 1,5m và 54kg mặc nó ôm người nè. Là quần này mình nghĩ, bộ này mình nghĩ chắc cỡ 60kg đổ lại là mặc vừa thôi, 65kg cũng có thể vừa ha, tùy chiều cao. Còn quần là dạng lưng thun có hai túi, phía sau cũng có hai túi đó nha. Mẫu này có hai màu các bạn chọn nữa ha, quần thì nó y như nhau, nó chỉ khác màu áo thôi, là màu trắng và màu đen, hai màu đen trắng ha. Bạn nào thích sáng sủa tươi trẻ nên chọn màu trắng, và bạn nào thích nhìn mình gọn ốm thì nên chọn màu đen. Màu đen thì nó sạch sẽ hơn, màu trắng thì tươi.